xuất ai cập ký bánh mara và chim cút toàn dân israel đi từ elim đến sa mạc sin sa mạc này nằm giữa elim và và sinai vào ngày 15 tháng 2, tính từ ngày họ ra khỏi Ai Cập, khi ở trong sa mạc, toàn dân Israel phiền trách Môi-se và Aaron. Họ nói với hai ông rằng, Thà chúng tôi chết vì bàn tay của Chúa trong xứ Ai Cập khi ngồi quanh nồi thịt và muốn chi còn lấy còn hơn là để hai ông đem vào sa mạc để chết đói cả đám. Chúa phán dạy Môi-se rằng ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa cho các ngươi. Mỗi ngày dân chúng sẽ đi lượm đủ bánh cho ngày đó. Ta sẽ dùng cách ấy thử chúng để xem chúng có vâng giữ các giáo huấn của ta hay không. Vào ngày thứ sáu, chúng sẽ thu lượm gấp đôi số lượng chúng thu lượm trong những ngày khác. Vậy môi xe và Aaron nói với toàn dân Israel, chiều nay anh chị sẽ nhận biết rằng chính Chúa đã đem anh chị em ra khỏi Ai Cập. Chiều nay anh chị em sẽ trông thấy vinh quang của Chúa vì ngài đã nghe thấy tiếng phiền trách của anh chị em rồi. Chúng tôi là ai mà anh chị em phiền trách chúng tôi? Môi xe tiếp, anh chị em sẽ nhận biết chứa khi ngài ban cho dư giật thịt vào buổi chiều và bánh vào buổi sáng vì ngài đã nghe tiếng anh chị em phiền trách ngài chúng tôi là ai không phải anh chị em phiền trách chúng tôi đâu nhưng chính anh chị em phiền trách chúa đó sau đó môi xe nói với aaron anh truyền cho dân chúng đến trước mặt chúa vì ngài sẽ nghe tiếng than phiền của họ đang khi aaron nói chuyện với toàn dân israel họ ngó về hướng sa mạc và thấy vinh quang của chúa hiện ra trên đám mây chúa phán với môi xe ta đã nghe tiếng phiền trách của dân israel con nói với chúng đến chiều các ngươi sẽ ăn thịt và đến sáng mai sẽ có bánh ăn dư giật, rồi chúng nó sẽ nhận biết ta là chứa đức chúa trời của chúng nó chiều đó chim cút bay đến phú ca doanh trại và qua sáng mai có một lớp xương xung quanh trại, lớp xương tan đi và để lại trên cát sa mạc những hạt nhỏ mịn như xương muối khi thấy các hạt nhỏ này dân Israel hỏi nhau cái gì vậy vì họ không biết đó là vật gì Môi xe đáp đó là bánh chứa ban cho anh chị em ăn. Và đây là mạng lệnh của Ngài. Mỗi người đi lượm đủ cho nhu cầu của mình. Lượm hai nít cho mỗi người trong liều của mình. Người Israel làm theo lời ấy. Người lượm nhiều, kẻ nhặt ít. Nhưng khi đông, người lượm nhiều cũng chẳng thừa, kẻ nhặt ít cũng không thiếu. Mỗi người thu lượm tùy theo nhu cầu của mình. Môi xe có căn dặn họ đừng để bánh thừa đến sáng mai. Tuy nhiên có một số người không để ý đến lời môi xe và để bánh thừa đến sáng hôm sau. Bánh hóa sâu và có mùi hôi hám. Vậy môi xe giận họ. Cứ đến sáng, mỗi người đi thu lượm đủ số cần dùng. Và khi mặt trời đã nóng, bánh tàn đi hết. Vào ngày thứ sáu họ thu lượm gấp đôi, tức là mỗi người 4 nít. Khi thấy các người lãnh đạo trong cộng đồng đến báo cáo với môi xe. Nhưng môi xe nói rằng, đây là điều Chúa truyền dạy. Ngày mai là ngày nghỉ, là ngày sa bát thánh cho Chúa. Hãy nấu nướng các món gì các ngươi muốn nấu nướng, luộc món gì các ngươi muốn luộc, rồi để dành một phần cho ngày hôm sau. Họ làm theo lời mua xe và để thức ăn đến sáng hôm sau. Thức ăn không hôi hám, cũng không hóa sâu. Khi ấy mua xe nói với họ, anh chị em ăn các món đó hôm nay đi. Vì hôm nay là ngày sa bát cho Chúa Hôm nay anh chị em sẽ không tìm thấy bánh trên mặt đất đâu Anh chị em đi thu lượm trong 6 ngày Nhưng vào ngày thứ bảy là ngày sa bát sẽ không có bánh Tuy nhiên một số người đi ra kiếm bánh vào ngày sa bát Nhưng không tìm thấy gì cả Chúa phán hỏi môi xe Các ngươi cứ từ chối không chịu vâng theo mạng lệnh Và giao huấn của ta cho đến khi nào Nên nhớ rằng Chúa đã cho các ngươi ngày sa vì đó mà vào ngày thứ sáu ngài cho các ngươi đủ bánh cho hai ngày tất cả mọi người phải nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy không được phép đi ra ngoài như vậy dân chúng nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy dân israel gọi bánh đó là mana nó giống như hạt gò có vị như bánh mật ong môi xe nói đây là mạng lệnh chúa truyền dạy lấy hai nít mana và giữ lại cho các thế hệ hậu lai để chúng được thấy thứ bánh ta ban cho các ngươi ăn trong sa mạc khi ta đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Vậy môi xe nói với Aaron, anh lấy một cái bình, bỏ vào đấy hai nít ma la, rồi đem bình để trước mặt chúa, để giữ lại cho các thế hệ hậu lai. Đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe, Aaron em ma la đặt trước giao ước để lưu truyền. Dân Israel ăn mana trong 40 năm cho đến khi họ vào định cư, tức là họ ăn mana cho tới biên giới xứ Canaan, một ô me bằng 1 phần mười Ephah.